KMTN Online. Vâng, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh YouTube Thanh Nguyễn. Thì mỗi ngày mình sẽ chia sẻ với bạn những cái kiến thức để các bạn kiếm tiền. Thì hôm nay mình sẽ không chia sẻ vấn đề kiếm tiền nữa, và mình sẽ nói về cái thủ đoạn lừa đảo của một số thành viên hiện nay. Thì các bạn biết trước kia thì cái chiêu là lừa đảo nhắn tin trên Facebook, bạn đã trúng thưởng. Thì hôm nay nó sẽ là một cái chiêu khác nữa, là nó sẽ lừa đảo bằng cách là thông báo cho bạn biết là bạn đã trúng thưởng tại ngân hàng Vietcombank, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội đó. Thì các bạn nghe, thì nó thông báo là bạn trúng là khoảng từ 187 triệu đến 200 triệu đồng tiền mặt, và một chiếc xe Black trị giá là 42 triệu đó. Thì hành vi này lừa đảo như thế nào thì mời các bạn xem cái bài cảnh báo này. Hôm trước thì mình cũng được nó gọi điện tới và thông báo là mình trúng 187 triệu và một chiếc xe Black trị giá 42 triệu. Thì gọi điện cho mình, kêu anh khai báo họ tên, số chứng minh, rồi anh ở đâu, địa chỉ nhà ở đâu, thì nó sẽ cho nhân viên tới nhà làm hồ sơ, làm dấu lăn tay và sẽ được chuyển tiền tới nhà đó. Mà ra giấy tờ nó còn phải đầy đủ là chứng minh photo 2 bản, có công chứng, hoặc là sổ hộ khẩu, hoặc là tạm trú để nó biết chỗ đấy. Đây bạn xem bài báo nè, người hưởng muốn nhận tại nhà sẽ được nhân viên đến tận nhà xác minh địa chỉ, số điện thoại, trao giải thưởng. Tuy nhiên, người nhận phải tuyệt đối là giữ bí mật để đảm bảo an toàn cho nhân viên khi đến nhà. Đó, thấy không? Bạn thấy không? Không hợp lý đúng không? Thấy dấu hiệu bất thường, trước khi cung cấp số chứng minh, chị Thu đề nghị xét việc liên lạc đầu dây bên kia và gọi chào tắt máy, sau đó không liên lạc được. Đó. Thì sau khi mà nó lừa các bạn đã cắn câu rồi thì nó sẽ yêu cầu các bạn nó xử như nói ngày nào đó, thì hôm nay là ngày 20 đi ha, thì nó thông báo là nó một tháng trước thì nó cũng đã nhắn tin các bạn một cái đầu số gì 9416 gì đó để thông báo cho bạn cái mật khẩu để các bạn nhận thưởng. Thì các bạn mở cái tin nhắn, các bạn không thấy thì các bạn sẽ nói là mình quên rồi, không biết mấy mật khẩu, thì nó sẽ đòi các bạn lấy mật khẩu lại, với điều kiện là các bạn phải mua cái thẻ cào 200.000 5 cái 10 cái gì đó gửi cho nó. Đó, bạn thấy cái hành vi mà lừa đảo như thế là rất là tinh vi đúng không? Trước kia thì nó sẽ lừa đảo nhắn tin qua Facebook, lấy tài khoản Facebook rồi lấy tài khoản của bạn, nó bẻ khóa rồi nó sẽ nhắn tin cho những người bạn của bạn. Thì hôm nay nó một cái chiêu lừa đảo cao hơn, là nó sẽ điện cho bạn là nó quay số trúng thưởng, ba số đuôi số điện thoại của bạn để bạn tin tưởng. Thì số người nhẹ dạ ai không ham mà đã 200 triệu với một chiếc xe Black rồi đúng không, là 20 mấy chục triệu rồi, thì mình điện cho bạn là bạn cũng ham đúng không? Nhưng thực sặc thực chất mình hỏi thì nó nói là chỉ quay số ở một cái chi nhánh ở Hà Nội và Hồ Chí Minh thôi, và đã ba phần là những nhân viên này là những người miền Bắc nha các bạn đó. Thì họ có thành viên, họ chỉ thích lừa đảo những người nhẹ dạ, người dùng sâu dùng xa để họ kiếm tiền thôi. Thì hôm nay mình làm video này gửi đến các bạn để các bạn biết đường mà cảnh báo khi mà có tình trạng mà như thế. Tại hôm trước mình cũng đã bị nó lừa trúng thưởng rồi, nhưng mà khi yêu cầu mình chuyển tiền thì mình đã biết đây là một chiêu lừa đảo nên mình không chuyển tiền, và nó sẽ cúp liên lạc luôn, nó sẽ không điện mình nữa, mình điện nó cũng không được nữa đó.
thì một số thành viên đã bị đây một số thành viên đã bị bắt rồi. Ở trang này đây là những thành viên rất là trẻ tuổi nè các bạn đó. Nhất là những bạn trẻ tuổi này á thì sẽ dễ bị lừa hơn so với những người lớn tuổi và những người già đó, thì sẽ canh me những độ tuổi như thế và lừa đảo rất là tinh vi, thì các bạn nên tránh xa. Khi mà thấy cái nào bắt ổn thì nên liên hệ với những cái nơi mà nó thông báo trúng thưởng đó. Giả sử như ở ngân hàng Vietcombank thì các bạn cũng có thể điện trực tiếp ngân hàng đó. Thì cái tình trạng này thì nó bắt đầu từ hình như là tháng 2 năm 2017. Trước kia thì chỉ lừa qua Facebook thôi, nhắn tin bạn là trúng giải thưởng của Facebook, Messenger hoặc là Zalo. Thì hình thức đó thì có nhiều số bạn thì cũng rất là nâu nao đi vay mượn tiền để mua thẻ cào điện thoại chuyển cho nó. Thì các bạn hỏi thẻ cào thì lấy tiền bằng cách nào đó, thì hiện nay thì cũng có một cái trung tâm thẻ cào và cũng có thể là đổi cho bạn hình thức đổi cho bạn thành cái thẻ để các bạn kiếm tiền. Hôm trước có một cái trang mà mình đã lưu ở đâu mà mình chắc là lâu mình không có sử dụng cho nên mình ở đây. Thì đây là một cái trang đổi thẻ cào thành tiền đó. Theo thì 18% nè đó. Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi bằng dịch vụ là băng lết đó. Băng lết thì bạn nạp vô tự dẫn đổi thành tiền, đó là cách mà đổi thẻ cào thành tiền. Thì để video sau mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Video này mình chỉ nói là cái vấn đề mà giả danh ngân hàng để lừa đảo thôi, để cho các bạn biết mà tránh xa để không bị mất tiền quan như thế. Đó là sáng ngày 21/9 nè, đó là mới đây thôi nha bạn. Chị Nguyễn Thị Thu, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, quận Quảng Ninh đã nhận được một cuộc điện thoại từ một cái số này nè đó. Đa phần đã sử dụng cái số 08 các bạn, của đầu số mới của các mạng bây giờ thì sẽ thông báo như thế này. Và mỗi một đối tượng mà nó lừa đảo thì nó kiếm khoảng từ 2 đến 3 triệu. Số người nào khó khăn thì nó sẽ kiếm khoảng nhất khoảng 1 triệu. Đó. Thì cứ một ngày nó lừa đảo 10 người là như vậy, nó sẽ kiếm được mấy chục triệu các bạn. Hành vi này rất là tinh vi. Thì mình giới thiệu đến các bạn, mong các bạn sẽ tránh xa và đừng dướng vào vấn đề này để tiền mất tật mang. Thì thời gian gần đây mình cũng không có làm nhiều video nhiều, cho nên các bạn cũng ít xem kênh của mình. Thì thời gian qua mình đã bán hàng cho bên Zipbank thì thu nhập cũng ổn định các bạn. Tháng các bạn kiếm khoảng 1.000 đô. Thì để dần dần mình sẽ ổn định được rồi thì mình sẽ chia sẻ những video mà bán hàng ở nước ngoài cho các bạn xem, để các bạn có thể làm theo mình. Thì hôm qua mình cũng có một cái series là giới thiệu mà kiếm tiền bằng điện thoại. Đây, một video này thì giúp các bạn có thể kiếm được 10 triệu đồng sau một tuần. Mình nói thì các bạn nghe quá phô trương đúng không? Nhưng thật sự là có, là các bạn làm đúng cách, đúng bài thì các bạn sẽ kiếm 10 triệu là bình thường thôi. Thì một cái app hay là một cái trang web gì đó
thì người ta đòi hỏi là vấn đề là chia sẻ, thì các bạn sẽ chia sẻ. Thật sự như các bạn đăng ký một cái tài khoản của mình thì các bạn sẽ có được một cái tài khoản, và các bạn nhấn cái mã giới thiệu của mình vào để các bạn có một cái tài khoản, thì các bạn sẽ có mã giới thiệu đó. Thì sau đó các bạn sẽ lấy cái mã của mình, mã của các bạn á, là các bạn chia sẻ cho bạn bè, thì mỗi người nhập vào thì họ cũng được tiền, các bạn cũng được tiền. Giả sử như một người là các bạn nhập và được 2.000 đi đó, 10 người là các bạn được 20.000, 100 người là các bạn được 200.000 rồi đó. Sử dụng ngày các bạn mời được bao nhiêu người, thì để mời được nhiều hơn thì các bạn sẽ làm một cái video trên kênh YouTube channel đó. Thì khi người ta xem video thì người ta sẽ thấy cái mã giới thiệu của các bạn, người ta sẽ nhập vào, thì sau đó các bạn sẽ được các bạn được tiền thôi. Thì các bạn đủ số tiền, đủ số điểm nè, đấy số điểm này cao lên thì các bạn sẽ rút về mà sử dụng thôi đó. Sử dụng cái này là cái mã của mình là mã thân thiện nè đó, và nhập vào thì các bạn được 1250 điểm, thì mình cũng được 1000 điểm đó. Thì 10 người như thế thì bạn được bao nhiêu rồi, kiếm tiền bằng điện thoại hoặc là kiếm tiền nhân vết, thì đòi hỏi các bạn phải có một cái tư duy là đem cái ứng dụng đó chia sẻ đến nhiều người thì các bạn mới có thể kiếm được tiền, chứ không phải mà các bạn làm một mình thì một tháng nói chung chẳng được bao nhiêu đâu. Ứng dụng này các bạn làm mình thì một tháng các bạn kiếm khoảng tầm 1 triệu, 1 triệu mấy thôi đó, các bạn vừa làm vừa chơi game á. Còn các bạn mà làm mà biết cách chia sẻ thì các bạn sẽ kiếm được nhiều hơn, nói chung vậy thôi. Vâng, thì hôm nay thì mình cũng giới thiệu với các bạn một số hành vi lừa đảo của ngân hàng thôi. Thì các bạn nào muốn kiếm tiền online thì hãy vào kênh YouTube Thăng Nguyễn của mình để đăng ký, để thường xuyên nhận được những video mới nhất của mình phát hành ra, thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video nếu các bạn đã đăng ký kênh. Còn bạn nào cảm thấy video hữu ích thì hãy share và like, chia sẻ đến nhiều người cùng biết. Đặc biệt là cái video này, video lừa đảo này, thì các bạn nên share và chia sẻ đến nhiều người để cho họ biết những cái hành vi của những cái bọn lừa đảo, để tránh xa và không vướng vào những cái tình trạng mà lừa đảo như thế. Thì mình cũng đã thử những cái lừa đảo của những cái bọn này, bên Zalo có, Facebook có, và ngân hàng thì mình mới gọi điện mình ngày 18 tháng 9 thôi, mới 2 ngày trước á, đó, thông báo trúng thưởng như thế và yêu cầu mình chuyển cho nó. Mới đầu họ kêu mình mua thẻ cào thôi, mình hỏi để nạp tiền cho mình cái gì, nó nói không phải, rồi để đọc thẻ cào cho nó làm cho. Thì các bạn thấy như thế là lừa đảo rồi đúng không? Vậy gì mà các bạn làm đưa tiền cho nó làm gì đó. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.